Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Điện Máy Việt Nhật. Hôm nay tôi đang xin giới thiệu đến các bác mẫu máy cắt gạch 125 125 của thương hiệu Yamasu. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm. Toàn bộ sản phẩm đã được bày trên bàn đấy rồi, chúng ta tiện theo dõi. Đây là toàn bộ cái sản phẩm của máy đây nhá. Đây là cái mẫu mới nhất của thương hiệu Yamasu trong năm nay các bác nhá. Chúng ta sẽ theo dõi trước một lượt trước khi em giới thiệu chi tiết thông số kỹ thuật cũng như là em sẽ mở máy ra cho các bác xem. Đó, đây chưa? Rồi, ok, một màu đen, màu đỏ nó rất là khỏe khoắn luôn. Thương hiệu Yamasu thì chúng ta cũng không còn xa lạ gì rồi. Thương hiệu này thì nó có rất là nhiều các cái dòng máy dụng cụ cầm tay, đồ pin lẫn đồ điện các bác nhé. Đó, thương hiệu Yamasu đây, thương hiệu được đúc nổi các bác nhé, không phải là dán. Rồi con này nó sẽ có thông số thì sẽ sử dụng điện 220V và có công suất là 1050W. Tốc độ quay của nó sẽ là 11.000 vòng trên 10 phút. Sử dụng lưỡi tối đa là 125 thì chúng ta có thể lắp lưỡi 110 nhé. 120, 125, đây các bác nhé. Con này nếu mà mọi thứ nó bình thường thì nó cũng sẽ giống như các cái dòng máy khác. Con này thì nó có một cái điểm là đặc biệt hơn thì nó sẽ có thể chúng ta bác nào hay sử dụng để cắt mòi đúng không ạ? Để cắt ghép, cắt mòi thì chúng ta có cái nó có chức năng là cắt mòi. Đây các bác nhé, đó thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái phần đế của nó này. Từ 0 độ đến 4,5 độ nhé. Đó, chúng ta có thể 4,5 độ này, được chưa? 4,5 độ. Chúng ta có thể nghiêng được đến 4,5 độ, được chưa? Bác nghiêng tùy theo. Rồi điều chỉnh nông sâu, cắt nông sâu thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh ở đây. Đó. Đi kèm theo thì em vừa quên, nó có một cái cờ lê chúng ta tháo lưỡi ra. Cảm ơn nhé. Rồi, con này thì tí nữa em sẽ test thử trực tiếp luôn cho các bác xem. Đó. Bây giờ thì đây, sẵn đây thì nhiều bác hay hỏi và nó làm là người trong là lõi nhôm hay lõi đồng. Thì không cần phải thắc mắc nhiều nữa, để em tháo trực tiếp ra để cho các bác xem cái nội thất của nó ở phía bên trong. Đây, rô đây, 100% là dây đồng này, thấy chưa? Đó, rồi xa đây, đấy, em có cạo ra đây, nó được đổ keo rất là chắc chắn luôn các bác nhé. Đó, phần xa này được đổ keo cực kỳ là chắc chắn luôn đây. Em có cạo ra để cho mọi người thấy là đây là dây đồng, đấy, chứ không phải là nhôm, được chưa các bác? Dây đồng, rồi, đó, tất cả các phần đây, than em tháo ra đây, tháo hết ra đây rồi để cho mọi người thấy. Đây là cái dòng sản phẩm máy cắt gạch của thương hiệu Yamasu, được chưa bác? Ok. Rồi, cái sản phẩm này thì hiện tại bên em đang bán với mức giá là 750.000. 750.000 bao ship cho các bác toàn quốc. Đến nơi thì các bác cứ kiểm tra thông báo sau và bảo được bảo hành là 6 tháng các bác nhé. Và bên em sẽ bảo hành điện tử cho bác bằng số điện thoại. Khi có vấn đề gì em sẽ cho ship vào tận nơi lấy máy đi bảo hành. Và bây giờ để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ mang máy này ra và cắt thử luôn, test thử luôn xem nó hoạt động ra sao các bác nhé. Ok các bác nhá, vừa rồi thì em cắt thẳng cho các bác xem rồi, cũng như là đây em thử cái chức năng là cắt vát cho mọi người cắt mòi đấy nhá. Đó, rất là ok luôn, chúng ta có thể nghiêng 4,5 độ được chưa, để chúng ta cắt những cái góc mòi như thế này. Em không phải là thợ nên là em chỉ cắt được như thế này thôi, các bác thông cảm nhá. Nói chung là em chỉ test để cho mọi người biết được các cái chức năng của nó thôi. Bác nào quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ em qua Zalo số điện thoại 0982051388, em hỗ trợ tư vấn cho các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.